có thể quan sát quanh của ngôi nhà đây. Đấy. Đấy, của ngôi đây không. Đấy, hiện tại thì đặt cái cành này ra để làm cọc bên chiều của ngôi nhà nhá. Đóng đấy, anh em có thể quan sát từ dưới ngôi nhà lên. Thế vậy đóng đâu?